chúng ta có thể liên kết giết chết Hàn Lạng. Chỉ cần giết chết Hàn Lạng, tôi mới có cơ hội lên ngôi. Hàn Lãng không muốn bị phản bội nên hắn ta đã lập kế hoạch tiêu diệt Viên Đạn, và Lạc Quy và Di Tuấn Hiên là người thực hiện nhiệm vụ lần này. Đổi kế hoạch, cậu tới đó giết chết Lạc Quy, nếu Viên Đạn cản đường thì giết luôn cả nó. Liệu Hàn Lãng tiếp tục làm gì? Rắn không đậu không thể đi, vị trí Long Đầu không thể để trống được. Vì Tuấn Hiên là ứng viên thích hợp nhất. Không thể được. Đón xem tập 25 bộ phim Vô Gian Đạo phát sóng lúc 11:50 ngày 14 tháng 9 trên kênh QRT.